Người sẽ mang đến cho chúng ta các thông tin thể thao. Xin mời biên tập viên Quang Vinh. Anh Quang Vinh này, tại sao ngày hôm nay chúng ta lại chọn nói về bóng đá trẻ Thanh Hóa với anh? Tôi nghĩ đây là câu hỏi mà khán giả cũng đang định hỏi chúng tôi. Tại sao chúng ta lại nói về bóng đá trẻ Thanh Hóa ngày hôm nay? Thưa quý vị và các bạn, chúng ta nói về bóng đá trẻ Thanh Hóa ngày hôm nay vì nó liên quan tới một cột mốc thời gian ấn tượng. Vào 16 giờ chiều nay thì trận chung kết U17 quốc gia giữa U17 Thanh Hóa và U17 PVF sẽ diễn ra. Và 20 năm, thưa quý vị và các bạn, tròn 2 thập kỷ, bóng đá trẻ xứ Thanh mới có một đội bóng vào chung kết một giải đấu trẻ toàn quốc. Sau khi U15 Thanh Hóa làm được điều đó thì đến lượt U17 Thanh Hóa, bóng đá trẻ xứ Thanh thì rõ ràng đang khởi sắc trở lại. Trước giải, U15 Thanh Hóa không được đánh giá cao nhưng đã gây nên một bất ngờ lớn. Không chỉ xuất sắc vượt qua vòng loại khu vực, U15 Thanh Hóa tiếp tục vượt qua vòng đấu bảng tại vòng chung kết toàn quốc dù nằm ở bảng đấu khó. Tại bán kết, U15 Thanh Hóa đánh bại U15 Viettel để lần đầu có mặt ở trận chung kết của giải. Dù đã để thua khá đáng tiếc trước U15 Sông Lam Nghệ An sau loạt sút luân lưu 11m và chỉ có được vị trí á quân, nhưng những gì mà U15 Thanh Hóa đã để lại cho giải đấu là rất ấn tượng. Một tuần sau, đội U17 Thanh Hóa ra quân tại vòng chung kết U17 quốc gia Next Media diễn ra ở Tây Ninh. Đội bóng được dẫn dắt bởi cựu tuyển thủ quốc gia Mai Xuân Hợp thi đấu đầy quyết tâm. Vượt vòng bảng với tư cách là đội đứng đầu. Sau đó, tiếp tục xuất sắc đánh bại U17 Hoàng Anh Gia Lai trong trận bán kết để có mặt trong trận chung kết lịch sử gặp U17 PVF diễn ra vào chiều nay. Nếu nói rằng bóng đá xứ Thanh đã thay đổi hoàn toàn và mang lại những sự khởi sắc này thì không hẳn. Trong một chuyến đi thực tế gần đây về trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Thanh Hóa tại Quảng Xương thì chúng tôi vẫn nhận thấy là các em còn đối mặt với không ít những khó khăn về cơ sở vật chất, điều kiện luyện tập. Nhưng với bản chất luôn biết cách vượt khó cộng thêm những động lực từ quyết tâm tạo ra một sự thay đổi từ phía thượng tầng đã giúp cho bóng đá nơi đây có những sự chuyển biến rõ rệt. Nhiều năm qua, các cầu thủ trẻ Thanh Hóa ăn tập tại trung tâm Quảng Xương. Cơ sở vật chất chỉ là đi thuê nên thầy trò nhiều khi bị động trong công tác tập luyện. Mỗi khi có hoạt động văn hóa thể thao của huyện thì đội lại phải nhường sân và tập chay ngoài đường pitch. Khu nhà ở phía dưới khán đài cũng không đảm bảo điều kiện. Đó là thực trạng khiến những người làm bóng đá tâm huyết xứ Thanh không khỏi trăn trở. Bầu Đệ, chủ tịch câu lạc bộ Thanh Hóa mới đây đã chia sẻ về kế hoạch xây dựng một trung tâm mới. Trung tâm bóng đá trẻ là tôi chính thuê ở dưới đấy. Thế nhưng mà tôi không hài lòng. Về Thanh Hóa không thiếu tiền và cũng không thiếu nguồn lực. Tôi đã có kiến nghị ngay từ cái lúc đấy là nên coi như là tổ chức một cái trung tâm đào tạo trẻ. Thế nhưng mà do cái khó nó bó cái khôn. Bây giờ thì đúng là thời điểm mà lãnh đạo tỉnh đang đặc biệt quan tâm. Tôi muốn đóng góp với tỉnh bằng cái trí tuệ của mình, bằng công sức của mình, tức là phải khai thác bằng nhiều nguồn để xây dựng một cái trung tâm bóng đá trẻ. Được biết trung tâm bóng đá trẻ mới sẽ được xây dựng vào cuối năm nay song song với sân vận động mới cho đội 1. Điều này thì không chỉ giúp tạo ra môi trường ăn tập bài bản chuyên nghiệp cho các lứa trẻ hiện tại mà sẽ tạo ra sức hút để chiêu mộ thêm nhiều tài năng trẻ trên khắp địa bàn tỉnh. Giải quyết bài toán chảy máu nhân tài vốn diễn ra nhiều năm qua tại Thanh Hóa. Vậy là tròn 2 thập kỷ qua thì bóng đá trẻ Thanh Hóa chưa có một danh hiệu nào. U15 Thanh Hóa cách đây chưa đầy một tuần thì dù vào chung kết nhưng đã để thua trước U15 Sông Lam Nghệ An. Và chiều nay thì U17 Thanh Hóa đã gánh trên mình trọng trách là đem lại vinh quang cho đội bóng xứ Thanh sau một thời gian dài. Áp lực có đè nặng lên các cầu thủ trẻ hay họ đang cảm thấy hưng phấn vì điều này? Và sáng nay thì phóng viên của chúng tôi cũng đã ghi nhanh, phỏng vấn nhanh huấn luyện viên cựu tuyển thủ quốc gia Mai Xuân Hợp trước trận chung kết diễn ra vào chiều nay. Ra thì đây cũng là lần đầu tiên trên cái cương vị là huấn luyện viên của đội bóng trẻ của Thanh Hóa, mình được làm và đưa đội được vào đến trận chung kết của giải đấu U17 quốc gia năm nay. Cái gì là lần đầu tiên thì nó cũng luôn có những cái sự hồi hộp, có những cái sự toan tính và có những cái sự thận trọng ở trong một cái trận đấu lần đầu tiên. Thì mình nghĩ rằng là cá nhân mình thì tất cả mọi cái cũng giống như cái thời mình thi đấu thôi. Vào đến trận chung kết thì đương nhiên là nó cần phải có một cái quá trình. Và đến giờ này thì thầy trò đã có những cái sự chuẩn bị kỹ càng nhất, đã bắt đầu sẵn sàng cho cái trận chiến chiều nay gặp PVF. Khi mà mình được gặp lại đối thủ mà mình đã được gặp và cái đối thủ đó mà mình lại ở cái vòng bảng mình đã thắng người ta thì đương nhiên là nó cũng có những cái điều khó khăn cho tập thể đội.
khi mà đối phương người ta cũng đã biết được cái điểm mạnh điểm yếu của mình. Đội bóng của mình thì mình nghĩ rằng là cái việc mà mình biết được con người ta có những điểm mạnh điểm yếu như nào và cách chơi người ta chơi thế nào thì mình đã có những cái toan tính riêng và để mà mình có một cái sự chuẩn bị tốt nhất cho tập thể của mình. Vâng, chắc chắn là trước trận đấu vào chiều nay thì với các cầu thủ trẻ thì họ có sẽ rất là nhiều những áp lực, hồi hộp và lo lắng. Nhưng tôi nghĩ là thắng hay thua thì chúng ta cũng đã nhìn thấy những sự thay đổi của bóng đá trẻ Thanh Hóa. Vâng, tôi nghĩ là từ bóng đá trẻ Thanh Hóa mà chúng ta nhân rộng ra được những bóng trẻ, đá trẻ đấy khác cũng có cái sự thay đổi thì tôi nghĩ rằng là bóng đá Việt Nam sẽ được hưởng lợi và sẽ còn tiến xa hơn. Xin cảm ơn anh Quang Vinh.